20 tháng 12 em review cho bà con một con tời ạ. Con này là nguyên bản, nó gắn lên xe rùa nguyên bản luôn đó. Thì em gỡ ra để em làm xe nâng. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì em bán với giá là 2,5 triệu. Chiều dài cái này bề ngang thì nó khoảng 1,6 tấc, này là 2,5 tấc ạ. Nó khoảng hai bề ngang 2,5 tấc. Thì cái số của nó thì nó có hai bên. Dạ, một bên thì bắt bên này cũng được và xài bên này cũng được. Xài bên này thì thêm một lô nữa gắn vô. Bên này nó có cái cần mo này, mo ra mo vào. Số thì nó có 3 số tới ạ. 3 số tới, 2 số lùi. Cần này là mo, cần này là xài bên kia. Cần này là xài bên lô bên này. Cái này là tăng dây của loa này. Đó, tăng dây của loa. Hộp số như vậy. Em bán nguyên cả bộ là 2,5 triệu. Em tháo xuống ạ, 2,5 triệu đó. Bà con nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em 0982 411 160.